Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Ất Sửu, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý, và hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như là giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Mão Quang, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thân từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành niên mệnh hại trung kim, ngày Ất Sửu, tức can khắc với chi, có nghĩa là mộc khắc với thổ các bạn nhé. Và ngày hôm nay là ngày cát trung bình. Về nạp âm hại trung kim, kỷ tuổi, kỷ mùi, quý mùi, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày sửu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi kỷ mùi, quý mùi, tân mão, tân dậu. Tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ mão, đinh mão, tân mùi và tân sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như là sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỷ tố tụng, sao mạn đức tinh, tốt mọi việc, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao thiên ân, tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có như là sao đại hao hay là sao tử khí, xấu mọi việc, sao trùng phục, kỵ giá thú, an táng, sao câu trận, kỵ an táng các bạn nhé. Và đặc biệt ngày 3 tháng 8 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường, xấu kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Và cái hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng tây bắc, tài thần hướng đông nam. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, xem tử vi cho chúng ta thấy là có thể bạn tuổi Tý trong ngày này sẽ có được những cái may mắn ngoài sức tưởng tượng luôn nhé. Và bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Tý Sửu nhị hợp, cho nên người ấy sẽ có những cái hành động lãng mạn, bất ngờ, khiến cho trái tim của bạn tuổi Tý không ngừng sôi sục lên. Và bạn tuổi Tý hạnh phúc lớn tới mức mà bạn nghĩ chính mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Hạnh phúc nó cũng đơn giản lắm. Bạn tuổi Tý, bạn không muốn mọi thứ phải phức tạp lên và mình phải kiếm tìm hạnh phúc ở nơi xa xôi được. Và trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên cái nguồn tài lộc với bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay cũng rất chi là tốt. Những cái công việc làm ăn với bạn tuổi Tý được thuận lợi, hanh thông, lợi nhuận thu nhập cũng tăng lên gấp bội phần với bạn. Và bạn tuổi Tý, bạn cũng cần có những cái kế hoạch về tài chính cho rõ ràng để không đánh mất những cái đồng tiền bạc về tay rồi lại bay đi mất bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, tài lộc về tay. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, kinh doanh phát tài. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa,
Tình yêu thăng hoa, tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, đào hoa khởi sắc. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, có nhiều niềm vui. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có được cái cơ may khá chia là lớn trong cái chuyện tình cảm nhé. Gương vợ lại lành là cái chuyện hoàn toàn có thể xảy ra với bạn tuổi Sửu trong ngày này. Tam hỏi quý nhân giúp đỡ sẽ hàn gắn cái vết thương lòng của bạn tuổi Sửu và không còn mâu thuẫn giữa hai người nữa đâu đó. Và bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, bản mệnh hãy trân trọng những gì mình đang có trong tay, và có thể lần này bạn sẽ gặp may mắn, nhưng không có nghĩa là lần nào bạn cũng có được cái sự may mắn như vậy. Và bạn tuổi Sửu, bạn đừng để hạnh phúc vụt khỏi tầm tay mình lần nữa nhé. Và trong cái ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn tuổi Sửu đang ít nhiều bị ảnh hưởng nhé. Và bạn tuổi Sửu, bạn cần phải lưu ý tới các vấn đề về đường tiêu hóa. Bạn nên ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lý, tránh bỏ bữa hay ăn quá nhiều sau khi bỏ đói bản thân ở những cái bữa ăn trước với mình. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, nhân duyên hòa hợp. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, sức khỏe đi xuống. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, có nhiều vấn đề phát sinh. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, nên trân trọng hạnh phúc. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, bạn cần biết đủ nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần ạ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần, bạn đang có được chính tài ở bên, cho nên cái con đường tài lộc của bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay ngày càng được hanh thông rộng mở nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn biết cách tận dụng những cái thế mạnh của bản thân mình để thu tiền bạc về tay, chẳng lo túng thiếu nữa đâu đoạn. Tuy nhiên ạ, trong cái ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần, bản mệnh mãi mê kiếm tiền và có thể sẽ lơ đãng trong cái chuyện tình cảm của mình đó. Ngày này bạn tuổi Dần đang gặp ngày mộc thổ bất dung, cho nên người ấy không hiểu được tại sao bạn lại có thể bỏ quên những cái ngày kỷ niệm quan trọng bình thường chẳng thể nào quên được đó bạn tuổi Dần nhé. Còn đối với những bạn còn độc thân trong cái ngày thứ bảy này, cần phải tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ của mình. Bạn đừng có nghĩ rằng người ta tốt với mình là thật lòng yêu thương mình, và bạn nên xem xét rộng hơn trong nhiều cái tình huống để tránh cái sự sai lầm có thể xảy ra với mình bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, tình cảm khó như ý. Về tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, mâu thuẫn nảy sinh. Về tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, nhiều vấn đề chưa giải quyết. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, thu nhập được ổn định. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ,
Màu sắc cát tường: màu đen, màu vàng. Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này xem tử vi cho chúng ta thấy là rất có thể bạn tuổi Mão sẽ vất vả để có được cái cuộc sống mà mình mong muốn nhá. Tuy nhiên trong ngày này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn cũng có được cái sự may mắn về tài lộc cho mình, nhưng không phải là ngồi im chờ xung rộng đâu đó bạn tuổi Mão nhé. Cơ hội kiếm tiền nhưng cũng cần phải cố gắng và nỗ lực thì mới có được như ý muốn của mình đó bạn tuổi Mão. Và cái nghề tay trái của bạn tuổi Mão khá chi là vất vả và mất nhiều thời gian với bạn. Bạn tuổi Mão, bạn kiếm tiền nhiều nhưng không có cái thời gian nghỉ ngơi được thoải mái với mình đâu luận. Đã vậy, trong cái ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành tương xung. Cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi Mão đang có cái sự trống vắng trong cái chuyện tình cảm nhé. Bạn tuổi Mão, bạn mãi mê kiếm tiền, chẳng còn thời gian để chăm sóc cho bản thân mình nữa. Cái chuyện tình cảm cũng khó có thể kiếm tiền được một nửa cho mình. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tình yêu không màu hồng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, cuộc sống cô đơn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, cần biết cảm thông. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, kiếm tiền trong chớp mắt. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, bạn nên biết tận dụng cơ hội. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 6. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: màu đen, màu xanh dương. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ 7 ngày 19 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn nên bớt lời là hơn nhé. Bạn đừng có nghĩ đến cái chuyện thắng thua trong gia đình, bởi khi tranh cãi, dù thắng hay là thua thì cũng sẽ khiến cho tình cảm gia đình trở nên rạn nứt đi đó bạn tuổi Thìn nhé. Và bạn tuổi Thìn, bạn cần phải học cách kiềm chế cái cảm xúc của bản thân mình, tránh để cho bản thân bị cuốn theo những cái luồng suy nghĩ tiêu cực. Với người thân, bạn hãy nhẹ nhàng, mềm mỏng như khi đối với khách hàng của mình, đừng có làm ngược lại. Trong ngày thứ bảy này, bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí đương vượng. Cái điều này cũng ảnh hưởng nhiều tới cái vấn đề sức khỏe của bạn tuổi Thìn. Và bạn tuổi Thìn, đây là cái thời gian để cho bạn nghỉ ngơi. Bạn hãy thoải mái tận hưởng cái khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để nạp lại cái năng lượng, chuẩn bị cho cái tuần tới được tốt đẹp hơn bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, gia đình bất hòa. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, mâu thuẫn nảy sinh. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, sức khỏe sa sút. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, có nhiều vấn đề. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn cần biết yêu thương luận. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 8. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: màu vàng, màu nâu. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tỵ thứ 7 ngày 19 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu
Cho nên đây là cái dấu hiệu báo hiệu cho bạn tuổi Tỵ biết cái vận đào hoa với bạn đang bắt đầu được khởi sắc nhé. Đường tình duyên của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay có nhiều cái cơ may lắm đó. Và bạn tuổi Tỵ, nếu như bạn đang còn độc thân thì hãy chịu khó tham gia các buổi hội hoặc cùng bạn bè. Rất có thể bạn sẽ bắt gặp được người tâm đầu ý hợp với mình trong ngày hôm nay lắm đó. Và bạn tuổi Tỵ, bạn đừng có ngần ngại mặc những cái bộ đồ đẹp đẽ ra ngoài đường để hẹn hò với mọi người trong ngày hôm nay nhé. Các cái mối quan hệ xã giao có thể sẽ dần tiến tới một cái nấc cao hơn với bạn, tùy thuộc vào cái quyết định ở bạn. Và bạn tuổi Tỵ, bạn đừng có tự bó buộc bản thân mình nữa nhé. Và trong cái ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn lại đang gặp ngày họa sinh xuất cho thổ. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Tỵ, bạn đừng nên hy sinh quá mức cho tình yêu. Tình cảm là bình đẳng, và bạn tuổi Tỵ, bạn không cần phải thấy áy náy khi không thể dành toàn bộ thời gian của mình cho người ấy nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tình cảm được thăng hoa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, bạn nên biết điểm dừng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, đừng yêu mù quáng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, hãy lắng nghe con tim. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, có nhiều yêu thương đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này rất có thể bạn sẽ gặp nhiều cái chuyện xui xẻo xảy ra ngoài ý muốn với mình lắm nhá. Ngày này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp ngày Ngọ Sửu tương hại. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Ngọ, bạn không muốn phải tính toán quá rạch ròi với người thân trong gia đình, nhưng đôi khi bạn lại bỏ qua lại chính bản thân mình. Và bạn tuổi Ngọ, bạn đừng có dễ dãi quá mức, bởi cái điều ấy sẽ khiến cho bạn dễ dàng bị lợi dụng lắm nhé. Có thể bạn không cảm thấy cái vấn đề gì xảy ra ở hiện tại, nhưng tương lai mức độ lợi dụng càng ngày càng tăng dần, khiến cho bạn tuổi Ngọ phải phát hoảng lên mà không thể gãi ra được. Trong cái ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải lưu ý đề phòng có kẻ tiểu nhân hãm hại nhé. Với bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn đừng có tham lam mà nghe theo cái lời dụ dỗ của bất kỳ ai trong ngày, mà nghĩ tới cái việc kiếm tiền dễ như hái trên cây. Có thể bạn sẽ bị lừa gạt hết cả tiền bạc của mình luôn đó bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, đừng quá dễ dãi. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, cần biết điểm dừng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, tiểu nhân lừa gạt. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, mất tiền hao của. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi. Cho nên trong cái ngày sửu này đối với bạn tuổi Mùi, bạn đang có nhiều cái vấn đề nảy sinh trong cái mối quan hệ tình cảm của hai người nhé.
Và bạn tuổi Mùi, bạn mệnh cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải lần này tới lần khác, cứ phải giải thích cho người ấy nghe đó. Cái sự ghen tuông chưa bao giờ là cái chuyện tốt. Tất nhiên, ở mức độ nhỏ và vừa phải, nó có thể trở thành gia vị cho tình yêu. Nhưng thường chúng ta nêm quá tay và khiến cho cái món canh tình yêu thành thứ không ai có thể nuốt được đó bạn tuổi Mùi nhé. Và bạn tuổi Mùi ạ, bạn hãy sống lý trí hơn một chút, dù tình yêu luôn là cái vấn đề của cảm xúc, của trái tim. Bạn càng sống cảm xúc quá đà thì cái khả năng mà bạn bị tổn thương là rất chi là lớn, có những thứ không thể nào có được đâu đó bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, tình cảm không thể che giấu. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, bạn cần phải biết kiềm chế bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, ghen tuông không phải là cái chuyện tốt. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, bạn nên tin tưởng nhau. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, đừng để mình mất kiểm soát đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân đang bị ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh, cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi Thân trong ngày này không được tốt cho lắm nhá. Bạn tuổi Thân, bản mệnh dễ bị kẻ xấu lợi dụng tiền bạc bằng mồ hôi nước mắt của mình làm ra, cuối cùng cũng mất đi không chút lưu luyến luận. Trong cái ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thân, bạn cần phải thận trọng trước những cái lời mời gọi đầu tư. Đừng có nghĩ kiếm tiền là cái chuyện dễ dàng, bạn nên phải bình tĩnh để suy xét cho kỹ càng, xem các cái phương án dự phòng, đồng thời tự cân nhắc về cái khả năng của mình nữa bạn tuổi Thân nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Thân, may mắn là bạn đang gặp được ngày có thổ dưỡng cho kim, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thân trong ngày này lại có phần được tốt đẹp. Đường tình duyên có những cái dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, dù đứng trước những cái khó khăn nhưng tình cảm của hai người vẫn không thay đổi, đó là cái điều mà không phải ai cũng may mắn như bạn đó bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, tình cảm bền vững. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, dễ bị lừa gạt. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, tiền bạc tổn hao. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, hiểu thấu lòng nhau. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, cần nhớ ngày bắt đầu. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu, cho nên với bạn tuổi Dậu trong cái ngày thứ bảy này có được những cái tín bộ rõ rệt trong cái cách thể hiện tình cảm của mình nhé. Và bạn tuổi Dậu, bạn không còn băn khoăn, sợ hãi hay là ngại ngùng khi cho người ấy thấy tình yêu của mình nữa rồi. Trong ngày này, đối với các cặp đôi thì càng ngày càng gắn bó với nhau hơn, đôi khi có một chút cái sự mâu thuẫn, nhưng rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết vô cùng là nhanh gọn. Bạn và người ấy đều hiểu cần phải trân trọng hạnh phúc mà mình đang có trong tay đó. Nhưng trong cái ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn lại đang gặp ngày có
tỷ kim chiếu mệnh. Có lẽ với bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn không nên quá cố gắng khi sức mình có hạn nhé. Và bạn tuổi Dậu, bạn hãy tận hưởng cái ngày thứ bảy này ở bên người thân thay vì cố chấp lao đầu để kiếm tiền mà cuối cùng thu chẳng bù chi đâu đó bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, đừng cố chấp quá mức. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, có nhiều chuyện cần lượng sức mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, có nhiều việc nên cố gắng. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, đừng vội bỏ cuộc đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất, bạn đang có những cái cảm xúc bất thường do bị ảnh hưởng của cục diện Tuất Sửu tương hình gây ra cho bạn nhé. Và bạn tuổi Tuất, bản mệnh đang tự đày đọa bản thân mình với những cái suy nghĩ tự hạ thấp mình và cho rằng mình không xứng đáng với bất cứ ai đâu đó. Cái điều này có thể khiến cho bạn tuổi Tuất bỏ lỡ mất nhiều cái cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc. Đâu phải ai cũng là người dội toàn diện, cũng chẳng ai là người hoàn hảo cả bạn tuổi Tuất nhé. Đối phương có tình cảm dành cho bạn cũng có cái lý do của nó cả đó. Và bạn tuổi Tuất, bạn hãy lạc quan và suy nghĩ tích cực hơn, cứ nở nụ cười với cuộc đời rồi cuộc đời cũng sẽ nở nụ cười lại với bạn thôi đó. Cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc luôn là cái điều mà con người ta hướng đến, dù bất cứ ở cái lứa tuổi nào, bất cứ nơi đâu bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, hãy thương cho bản thân mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, cần biết quý trọng hạnh phúc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, tình cảm dễ rạn nứt. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, cô đơn không người bầu bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, có nhiều nỗi lo lắng đọa. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Hợi có được cái cơ may đón nhận đào hoa nở sắc nhé. Ngày này đối với những bạn đang còn độc thân thì rất có thể sẽ gặp gỡ, tiếp xúc với những đối tượng khả thi mà tiến tới cái mối quan hệ vững chắc nữa đoạn. Xong, trong cái ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Hợi, ngày này bạn lại đang gặp ngày thủy thổ khác nhau. Cái điều này cho thấy có những cái cặp đôi đã kết hôn, cảm thấy chán ngán cái cuộc sống gia đình nữa rồi đoạn. Những cái việc lặp đi lặp lại khiến cho những cảm giác mới mịa dần biến mất, không còn cái sự hứng thú giữa hai người nữa nhé. Và hôm nay với bạn tuổi Hợi, bạn hãy tìm cách hâm nóng lại tình cảm vợ chồng. Bạn tuổi Hợi, bạn hãy thử một chút lãng mạn, một chút bất ngờ, một cái khoảng thời gian riêng cho hai người để tạo được cái ấn tượng như thuở ban đầu, thuở còn yêu nhau. Chắc chắn hai bạn sẽ thấy mọi chuyện sẽ thay đổi, hạnh phúc sẽ trở lại thôi bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, yêu thương không bao giờ là đủ. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, bạn cần phải biết làm mới bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc,
đừng vội thất vọng. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, bạn nên học cách thay đổi cuộc sống. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, luôn tạo ra nhiều niềm vui cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng